Chào các bạn, hôm nay công ty điện máy Tân Bình xin giới thiệu một sản phẩm mà các cửa hàng thực phẩm rất thích. Đó là dòng máy hút chân không và đóng gói sản phẩm. Đây là dòng máy có hai buồng hút, nắp bên trên dùng cơ cấu lật qua về để thay đổi buồng làm việc. Dòng máy này có công suất làm việc gấp đôi so với những loại máy có một buồng hút. Đây là máy thanh lý qua sử dụng, còn hoạt động tốt, ngoại hình tương đối, thích hợp cho ai có nhu cầu hút chân không các mặt hàng thịt, cá, hải sản, vân vân. Công ty điện máy Tân Bình chuyên cung cấp các mặt hàng máy thực phẩm, tủ đông, tủ mát, trưng bày thực phẩm. Hàng qua sử dụng và hàng mới 100%, công ty bảo hành 12 tháng. Giao hàng tận nơi, quý khách có nhu cầu, xin truy cập website dienmaytanbinh.com để tham khảo các sản phẩm này. Cảm ơn quý khách đã xem video, like và chia sẻ để mọi người cùng biết. Cảm ơn quý khách. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất, để lại số điện thoại bên dưới bình luận khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Quý khách truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo giá các sản phẩm về máy. Nghe nói anh em bán thịt heo đang trụng tủ này lắm, mấy anh em thịt heo CP thích mấy con này lắm. Tủ này là hàng Mỹ, hiệu Carrier, thanh lý từ siêu thị Vinmart, chạy rất tốt, tiết kiệm điện năng và rất bền. Em còn 182 tủ, giao hàng toàn quốc. Công ty điện máy Tân Bình tự hào là nhà phân phối sản phẩm tủ đông tủ mát Sanaki trong 5 năm liền.